Thùy Dương xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu ngày 29 tháng 1 năm 2016. Bản tin SBTN Washington DC hôm nay gồm có bản tin tổng kết thế giới trong tuần qua và kế đến là một lần một chuyện do Minh Thúy và Đinh Hùng Cường thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Thùy Dương xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết thế giới trong tuần qua. Kính thưa quý vị, đây là bản tin được phối hợp giữa SBTN DC và SBTN Cali. Bản tin do Đỗ Hồng biên soạn và xin gửi đến quý vị. Kính mời quý vị theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Trong tuần lễ kết thúc vào ngày 29 tháng Giêng năm 2016, có nhiều tin tức sôi động. Kính mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng quanh thế giới để xem qua những biến chuyển quan trọng đã xảy ra. Trước hết, kính mời quý vị đến Canada, là nước sẽ bãi bỏ cấm vận Iran và mở lại tòa đại sứ. Canada loan báo họ sẽ tuân theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc để bãi bỏ cấm vận Iran cũng như mở lại tòa đại sứ tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng Ngoại trưởng Stephan Dion cho biết Canada sẽ cẩn thận để bảo đảm rằng Iran tôn trọng thỏa ước cấm Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc bãi bỏ cấm vận của Hoa Kỳ và một số nước Tây Phương. Hiện chưa có thời biểu ấn định việc bãi bỏ cấm vận và mở lại tòa đại sứ Canada. Việc cấm vận được thi hành thời chính phủ bảo thủ trước đây của cựu thủ tướng Stephen Harper đã được Do Thái ủng hộ mạnh mẽ. Phe tự do giờ đây lên nắm quyền theo sau cuộc bầu cử hồi mùa thu năm ngoái, và việc bảo đảm của ông Dion đã trấn an phe đối lập, nhưng ông Tony Clement, người chỉ trích chính sách đối ngoại, đã lên án xúc tiến đó. Ông Clement nêu thắc mắc tại Quốc hội Canada khi đề cập tới tin đồn cho rằng Bombardier, hãng chế tạo máy bay Canada, đã điều đình cho một thỏa hiệp với Iran. Kế tiếp, kính mời quý vị ghé qua Iran, là nước đã cảnh cáo chiến hạm Mỹ phải rời khỏi hải phận gần eo biển Hormuz. Hải quân Iran cảnh cáo một chiến hạm Hoa Kỳ phải rời khỏi hải phận gần eo biển Hormuz, là nơi Iran đang thử nghiệm tàu ngầm, khu trục hạm và giàn phóng phi đạn. Theo tư lệnh hạm đội Iran, chiến hạm Mỹ đang cố thu thập tin tức trên biển Oman, là vùng gần eo biển và đường vận chuyển dầu khí quan trọng, và chiến hạm này đã nhanh chóng rời khỏi đó sau lời cảnh cáo. Hiện chưa có phản ứng tức thời nào từ Hoa Kỳ, là nước trong tháng này đã hợp cùng các cường quốc để bãi bỏ cấm vận nước Cộng hòa Hồi giáo sau khi họ đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân. Trong những ngày trước thỏa hiệp, Iran đã giam giữ 10 thủy thủ Mỹ sau khi tàu của họ đi vào hải phận Iran do sai sót về định hướng. Vị tư lệnh hạm đội Iran cho rằng nước ông đã hành động theo công ước quốc tế vốn quy định rằng mọi nước phải yêu cầu các tàu quân sự và tàu buôn rời khỏi khu vực trước khi bắt đầu bất cứ cuộc tập trận nào. Thông tấn xã Tasnim loan tin rằng Iran cũng đã lên tiếng cảnh cáo các tàu Tây phương khác và tất cả đã rời khỏi khu vực. Sau đây kính mời quý vị dừng chân tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, nơi người đại diện cơ quan này yêu cầu Do Thái ngưng định cư. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu Do Thái ngưng hoạt động định cư tại khu chiếm đóng Tây Ngàn và gọi đó là sự đối đầu với cộng đồng thế giới. Ông Ban nói rằng ông lo ngại về những bản tin cho rằng Bộ Quốc phòng Do Thái đã chấp thuận kế hoạch cho cất thêm 150 căn nhà mới tại khu chiếm đóng Tây Ngàn, cũng như việc chiếm thêm hồi tuần trước khoảng 150 mẫu đất tại thung lũng màu mỡ John. Luật quốc tế xem Tây Ngàn và Đông Jerusalem như là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cho nên mọi việc xây khu định cư của Do Thái trên vùng đất này đều là bất hợp pháp. Ông Ban cũng lên án những vụ đâm chém, tấn công xe cộ và nổ súng của người Palestine nhắm vào thường dân Do Thái. Và ông nói thêm sự bất mãn của người Palestine đang gia tăng trước sự chiếm đóng cả nửa thế kỷ qua và sự tê liệt của tiến trình hòa bình. Theo Bộ Y tế Palestine, có hơn 160 người dân nước họ bị sát hại trong làn sóng bạo động kéo dài nhiều tháng bắt đầu từ tháng 10. Cùng thời gian này, có 29 người Do Thái hay người nước ngoài tử thương trong cuộc bạo động đó. Dừng chân tại Hoa Lục, kính mời quý vị theo dõi tin Trung Cộng đồng ý với Hoa Kỳ về nhu cầu cho một biện pháp mới của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã đồng ý về nhu cầu cho một nghị quyết ý nghĩa mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm vào Bắc Hàn sau cuộc thử nghiệm hạt nhân hôm 6 tháng 1 của nước này, mặc dù có ít dấu hiệu cho một tiến trình cụ thể. Trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh 2 ngày, ông Kerry được kỳ vọng sẽ thúc giục Trung Cộng, là nước yểm trợ chính duy nhất của Bắc Hàn, hãy có thêm hạn chế đối với Bình Nhưỡng sau khi nước này thử nghiệm thành công một thiết bị hạt nhân khinh khí tầm nhỏ, mặc dù Hoa Kỳ lên tiếng nghi ngờ không biết nó có năng lực mạnh mẽ hay không. Ông Kerry nói rằng việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa Trung Cộng và Bắc Hàn là một lĩnh vực mà những bước xúc tiến có thể thực hiện để gây áp lực buộc Bắc Hàn trở lại bàn thương nghị. Ông Kerry còn nói rằng các nguồn chuyển giao, hàng không và giao dịch
bao gồm cả than đá và nhiên liệu, cùng an ninh quan thuế là những lĩnh vực chính trong cuộc bàn thảo về cấm vận. Được biết Bắc Hàn trông cậy nhiều vào Trung Cộng về dầu hỏa, xăng và mậu dịch. Tiếp theo, kính mời quý vị tới Nhật, là nơi quân đội được đặt trong tình trạng báo động trước việc Bắc Hàn có thể thử nghiệm phi đạn. Nhật Bản đã đặt quân đội trong tình trạng báo động trước việc Bắc Hàn có thể phóng hỏa tiễn đạn đạo, sau những dấu chỉ cho thấy họ đang chuẩn bị bắn thử. Một trong các nguồn tin cho biết hoạt động gia tăng tại một khu vực phi đạn Bắc Hàn cho thấy có thể có một cuộc phóng phi đạn trong vài tuần lễ sắp tới. Mối căng thẳng gia tăng tại Đông Á trong tháng này sau cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bắc Hàn, mà lần này họ cho biết đó là một quả bom khinh khí. Cuộc thử nghiệm phi đạn diễn ra quá sớm sau cuộc thử nghiệm hạt nhân sẽ làm gia tăng lo ngại cho rằng Bắc Hàn dự định gắn đầu đạn hạt nhân trên phi đạn để cho họ có khả năng mở ra cuộc tấn công vào Nam Hàn, Nhật Bản và những mục tiêu khác có thể ở xa như miền Tây Duyên Hải Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là tướng Nakatani đã ra lệnh cho các khu trục hạm Aegis đang hoạt động trên biển Nhật Bản hãy sẵn sàng nhắm mục tiêu vào bất cứ phi đạn nào được phóng tới Nhật. Các chiến hạm tối tân Aegis có thể theo đuổi nhiều mục tiêu và được trang bị bằng phi đạn SM-3 để phá hủy những đầu đạn đang hướng tới trên không trước khi chúng đi vào bầu khí quyển trở lại và rơi vào các mục tiêu ở đó. Nhật Bản còn có loại hỏa tiễn tấn công Patriot PAC-3 chung quanh Đông Kinh và những khu vực khác để cung cấp phòng tuyến cuối cùng khi đầu đạn rơi gần xuống tới mặt đất. Tuy nhiên, thay vì một cuộc tấn công trực tiếp, Nhật Bản lo ngại hơn rằng mảnh vỡ của cuộc thử phi đạn có thể rơi trên lãnh thổ của họ. Bây giờ, kính mời quý vị trở lại Hoa Kỳ, nơi số tử vong vì bão tuyết lên tới 42 người tại vùng Đông Duyên Hải. Vùng Đông Duyên Hải dọn dẹp sau cơn bão tuyết gần mức kỷ lục khiến phong tỏa đường xá, phương tiện vận chuyển công cộng, đóng cửa doanh nghiệp, trường học và văn phòng chính phủ, cùng khiến cho 42 người tử vong tính đến ngày 25 tháng Giêng. Có ít nhất 42 người chết liên quan tới thời tiết được loan báo trên khắp 12 tiểu bang và vùng District of Columbia sau cơn bão vào dịp cuối tuần qua. Trong khi tuyết phủ dày 26,8 inches ở thành phố New York, Baltimore đạt tới mức kỷ lục mới là 29,2 inches tuyết và Glengarry thuộc West Virginia có mực tuyết lên tới 42 inches. Những toán công chánh làm việc suốt ngày đêm để dọn dẹp tuyết băng trên đường phố, phi đạo và đường xe lửa từ Georgia tới Massachusetts. Lệnh cấm di chuyển những xe không khẩn cấp trên đường phố New York đã được bãi bỏ hôm Chủ nhật. Sau khi hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ hồi cuối tuần, ba phi trường ở vùng New York đã mở cửa lại, nhưng vẫn còn một số trì hoãn và hủy bỏ. Phi trường Dulles và Reagan ở Washington hoạt động trở lại với những chuyến bay hạn chế hôm 25 tháng Giêng. Ở Maryland, cảnh sát tiểu bang cho biết hôm Chủ nhật vừa qua, các xa lộ I-270 và I-70 đã mở cửa lại sau khi bị phong tỏa hôm thứ Bảy. Trong khi các trường học mở cửa lại ở New York, các trường công lập ở DC và ở Virginia mở cửa trễ hay vẫn còn đóng cửa cho đến hết tuần này. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi đi hết một vòng quanh thế giới. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới trong tuần qua vào kỳ tới. Đến đây, chương trình xin được tạm ngưng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi sau phần thông báo và quảng cáo. Bốn nhóm lửa Việt cùng chuỗi hạt hy vọng nhân dịp mùa xuân Bính Thân chung một bàn tay, xin chân thành tha thiết kêu gọi quý ân nhân vì tình thương và lòng nhân ái qua đòn bánh chưng, bánh tét, bao lì xì, trao ân tình đến gia đình những bệnh nhân phong tại Việt Nam bằng cách ủng hộ chương trình chuỗi hạt hy vọng Bishop Hope Calendar 2016 Hành trình tình thương và lòng nhân ái. Mọi chi tiết xin liên lạc 626-315-2955-813-732-6446 hoặc qua email bnluaviet@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn. Thông báo: được sự cho phép của Hội Cao Niên và Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, Hội Truy tầm Bệnh viêm gan B Hoa Thịnh Đốn sẽ có chương trình đóng góp vào 2 ngày hội chợ Tết, ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2016, để thử máu truy tầm bệnh viêm gan B và C, thử máu cho cholesterol và đường. Xin quý đồng hương vui lòng nhịn đói khoảng 6 giờ trước khi đi đến thử máu. Chúng tôi rất hân hạnh được đóng góp cho cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn. Thời gian thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2016 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016 từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Địa điểm: Trường Trung học Jeff Stuart High School, địa chỉ 3301 Peace Valley Lane, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên hệ bà Jane Penn 571-274-0021, Liên Nguyễn 206-304-0345.
Phải làm sao khi người thân ở ngoài nước Mỹ bị bệnh nặng mà không biết đi bác sĩ nào để chữa trị cho đúng? Phải làm sao khi người thân đã chạy chữa lâu ngày ở Úc, Canada hay Việt Nam mà không khỏi bệnh? Giờ đây đã có TopVice, dịch vụ kiểm tra chẩn đoán bệnh online, giúp chẩn đoán bệnh thêm một lần nữa với các bác sĩ rất có uy tín ở Mỹ. Đơn giản như 1, 2, 3. Tất cả bạn chỉ cần làm là 1. Lên mạng gửi hồ sơ bệnh của bệnh nhân vào website. 2. Bác sĩ của TopVice sẽ xem xét bệnh án trong hồ sơ gửi tới. Nếu cần phải xét nghiệm thêm, chúng tôi sẽ giúp người bệnh làm hẹn xét nghiệm với các cơ sở y tế liên quan. 3. Sau khi đã thu thập đầy đủ các dữ kiện cần thiết, các bác sĩ của TopVice sẽ đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị hợp lý nhất, đơn giản và hiệu quả. TopVice mang nền y khoa hàng đầu thế giới đến trong tầm tay. Xin lưu ý, chương trình TopVice chỉ dành cho bệnh nhân không phải cư dân ở Mỹ. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. Năm mới sắp đến, năm mới sắp đến. Vườn mai vàng Florida sẽ phục vụ quý khách từ A đến Z. Vườn mai vàng Florida chuyên cung cấp cây ăn trái và cây kiểng bonsai, đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng để đón mừng xuân mới. Chỉ 30 đồng trở lên là quý khách có một cây mai, trưng trong ngày Tết hoặc khai trương cửa tiệm. Xin quý khách vào trang nhà maivangflorida.com hoặc gọi số 941-301-9251. 941-301-9251. Vườn mai vàng Florida xin trân trọng kính mời. Nhà hàng Trung Hoa New Fortune tại Maryland đã phục vụ hàng ngàn dạ tiệc trong thời gian qua. Nhà hàng Trung Hoa chuyên về các món ăn Quảng Đông với kinh nghiệm nhất cho tiệc cưới, tiệc liên hoan, họp mặt hội đoàn. Có điểm sắm mỗi ngày và giá đặc biệt cho các tiệc vào ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Nhận đặt tiệc cưới cho năm 2015 và 2016. Mở cửa mỗi ngày. Chủ nhật đến thứ Năm 11 giờ sáng tới 1 giờ sáng, thứ Sáu và thứ Bảy 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Điện thoại số 301-926-8828 hoặc 301-548-8886. Ông bà Tony Trần kính mời. So I got my time in the Inada Dream Wave and I now understand why so many people are waiting in line to have this experience here. This is, according to Inada, the top of the line of the top of the line. It is indeed the best spa chair in the world. And our very own Dr. Sears has been basically in this chair for the last 30 minutes. This is completely amazing. This is called the Inada Dreamwave Massage Chair. And it is, like you said, Travis, the best massage chair in the entire world. It's hitting all my shiatsu points, and it actually is designed to feel like a masseuse's hands, and it literally does. It does not feel like a machine. It feels like there's somebody's hands on my back just working all these points. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả. Teletron là đại diện duy nhất của Inada Japan trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ.